tình yêu như nắng, nắng đưa em về đêm dần xuống nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá trôi, hát hiu tình tôi người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai vòng tay tiếng nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng đời như sương khói mơ hồ trong đêm tôi em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Chốn nơi đây nụ hôn đã mơ say bờ môi ướt mi cay tay còn đâu tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay là chia cách đôi nơi là hạnh phúc đã rời. Người ơi, một mai em sẽ có nghe thu về trên hàng lá khô ngàn sao. Và chúng ta thấy có 3 vị huấn luyện viên đã bấm chọn bàn, đó là danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Quang Dũng với ca khúc này. Chị bấm mà vì chị quá ngưỡng mộ cái giọng hát của em. Gì mà cao dữ vậy, lên tông rồi còn hát lên nữa, mà cái nốt cuối cùng, mà cái nốt cao nhất mà em ngân lâu thiệt là lâu mà chị không la được luôn. Quá tuyệt vời, mà giọng hát quá là khủng, gây khủng hoảng tinh thần. Trước tiên là anh xin góp ý với em là với cái bài hát Riêng Một Góc Trời lần này, em là người mà có cái làn hơi rất là dày, hát rất là hơi rất là dài, cái nhã chữ của em nó rất là tình cảm. Anh là quá là ngưỡng mộ với cái giọng hát của em, vừa giọng dày vừa hơi mạnh. Chúc mừng em. Mà rất là từ tốn, từ từ, thông thả, hát rất là như nói vậy đó, chứ không phải cần cố gắng. Cái này là yêu tha thiết lắm nè, rất là tha yêu thiết. Ai là yêu tha thiết dữ lắm nè. Giọng ca âm sắc tốt, nhưng mà anh bấm là anh ủng hộ tinh thần, anh nhường hạ đèn nhường cho Quang Dũng. Lần đầu tiên trong lịch sử của một chương trình truyền hình mà anh danh ca Ngọc Sơn đã thiết lập một cái quy tắc mới, đó là nhấn xong rồi xóa đèn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là bạn thí sinh này sẽ chọn về đội của nữ ca sĩ Phương Thanh hay là nam ca sĩ Quang Dũng nha. 5 giây dành cho bạn, bắt đầu.
Phần lộ diện bắt đầu. Em ơi, em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em xin kính chào ban giám khảo và kính chào quý vị. Năm nay em 23 tuổi. Wow, đúng là giọng hát của em nó tương xứng với trọng lượng của em luôn. Rất khỏe, rất mạnh. Và tôi muốn bạn chia sẻ vì sao trong cái giọng hát của bạn giống như bạn đang kể một câu chuyện vô cùng cảm xúc với ca khúc rất là nổi tiếng Riêng Một Góc Trời. Em chọn bài hát này là em muốn gửi tặng đến người yêu đã mất của em. Tôi là một người sống khép kín, không muốn mình bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Người ta thường nói, đời người đẹp nhất chính là lúc yêu. Và tôi cũng vậy. Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Nhưng niềm vui của tôi kéo dài không được bao lâu, thì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp người ấy rời xa tôi mãi mãi. Tôi tưởng chừng như mình rơi xuống một vực thẳm không lối thoát. Phía trước của tôi là một màn đêm dài vô tận. Và một điều cuối cùng tôi sẽ thực hiện với lời hứa của người ấy, sẽ bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, biến ước mơ của mình thành hiện thực, đứng trên một sân khấu lớn và chứng minh tôi sẽ làm được. Em hát bài này khi mà em nghe danh ca Tuấn Ngọc hát bài này thì có lẽ là do cái hoàn cảnh của mình mà em cảm thấy giống như mình ở trong cái bài hát này vậy. Chị xin chia buồn cùng với đây em. Đây là nghe cái tựa bài hát Riêng Một Góc Trời. Riêng Một Góc Trời đã nói lên cái nỗi niềm rồi. Chính mà xác. Nghe cái câu chuyện của em nó làm cho anh rất là xúc động. Cái bài này bạn đã từng hát cho người ấy của mình nghe chưa? Dạ chưa, chưa khi nào. Chưa bao giờ. Dạ. Lúc còn sống thì người yêu của em quen em được một năm thôi. Thì trong năm đó người yêu của em có nói em là đi thi một cuộc thi truyền hình. Nhưng mà lúc đó em chưa có mơ ước để có thể trở thành một ca sĩ. Và em cũng chưa có tự tin vào giọng hát của mình. Cho đến bây giờ thì em cảm thấy em có đủ sức lực để thực hiện cái lời hứa đó. Mỗi khi hát thì em đều nghĩ đến người yêu của em. Em đã có một cái tố chất, em đã có một làn hơi mạnh, một cái giọng hát mạnh. Những cái dòng tiếp theo, những bài hát tiếp theo, anh sẽ cố gắng để mà chọn bài hát cũng như là chỉnh sửa cho em theo cái cách mà em đã có cái giọng hát trời cho như vậy. Xin chúc mừng bạn và xin mời bạn hãy về với đội của nam ca sĩ Quang Dũng. Một giọng hát rất tuyệt vời đã chạm đến trái tim của chúng ta.
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Dù đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than. Chân đi nặng nặng hoang mang, ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe. Trần gian dù từng chiêng bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon, cho tôi ôm lấy vai thon. Dù đời đi nhé, và đây chính là Ôn Vĩnh Quang với Dù Đời Đi Nhé. Chị Minh Tuyết, em cảm thấy là chị đang rất xúc động bây giờ, xin mời chị. Tuyết thở dài luôn đó, chị không nổi luôn. Ôi, rõ ràng bắt gặp một cái tiếng thở kỳ lắm. Chị không biết sao mà tự nhiên em hát chị xúc động quá à. Chị không biết là em có lỗi gì hay không lỗi gì ở trong bài này đó, chị không cần biết luôn. Bởi chị bị viết, chị chỉ biết rằng là nếu âm nhạc mà làm chạm đến trái tim của người ta, có nghĩa là không còn gì để mà nói được nữa. À, chị muốn ôm em cái thôi à, chị ôm cái. Good. Keep like that. Chị nói với em như thế này nè, trong cuộc đời em sẽ có một sự mất mát rất là lớn. Sự mất mát đó sẽ cho em một giọng hát rất là hay, một cảm xúc rất là đầy. Và sự mất mát đó, cảm xúc đó, em lại đem lại em hát cho mọi người. Và mọi người là sẽ bù cái tình cảm, tình thương đó với em. Chị Tuyết ôm em như chị nói với em là chị rất là thương em. Em nhả chữ có nhiều cái mà nó như ngắt vào trái tim thường ta, nó là ngắt vào trong từng chút xíu một này, nó mới là đau. Và em đã có cái điều đó. Em hát mà người ta lặng đi, người ta không thể nào la được, đó mới là cao thủ. Và em là cao thủ. Cảm ơn những lời nhận xét của chị Phương Thanh. Và xin mời anh Ngọc Sơn. Em là một cái chàng khờ, nhìn một chàng khờ dễ thương và tội nghiệp. Thì nó truyền tải qua câu hát của em, cái cách của em hát, em truyền thẳng vào trái tim người ta. Vấn đề là phát âm. Phát âm của em bị cứng, em không chịu nhả, mở miệng ra. Dù đời đi nhé, thì như vậy, nhé. Em thì em không mở ra lớn nữa. Nhưng mà nói chung là em là một bông hoa đẹp. Chắc chắn là bỏ phiếu cho em một phiếu vào vòng trong nữa đó. Chúc mừng. Cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và mời anh Quang Dũng. Những cái bài hát mà em chọn trong cái chương trình thi lần này á, anh cảm giác là những cái bài hát đều có cái nỗi niềm của em hết. Cho nên khi em cất lên á, thiết tha lắm. Thành ra là em hát nó rất là thanh thang, rất nhẹ nhàng. Thành ra là anh rất là thích cái điều đó. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn lời nhận xét của bốn huấn luyện viên. Và xin chúc mừng Vĩnh Quang. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hai đứa mình sẽ hát bài của nhạc sĩ Minh Vy, Lối Nào Ta Về. Đối với em thì cũng cảm thấy là may mắn khi mà có được một đồng đội có cùng cái màu giọng và cái phong cách âm nhạc giống với lại mình. Cho nên là việc hai người song ca cũng không có gì là khó khăn lắm. Quang tính cách thì cũng rất dễ thương. Xem Quang như là một người em chứ mình không xem như là một đối thủ. Anh Hậu là một người, đối với Quang vừa là một người anh. Từ khi hát với anh thì Quang có dịp được học hỏi từ anh rất nhiều. Đối với anh Hậu thì
anh xem Quang cũng giống như là người em trai và hai anh em cũng rất là thân với nhau. Ban mai sẽ về, tôi cố tìm cho tròn đêm nay. Một dài nhân trăm năm trốn tìm. Người con gái giờ tiến đưa em xa mất rồi, trên lối mòn còn lại mình ta, tìm mùa xuân cho chim én về. Chim én về trên lối mòn còn lại mình ta, tìm mùa xuân cho chim én về.
vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Lối Nào Ta Về, với phần trình bày của hai giọng ca nam vô cùng nổi bật của chương trình Ai Sẽ Thành Sao, đó chính là Lâm Trung Hậu và Ôn Vĩnh Quang. Cho phép chúng tôi xin mời huấn luyện viên nữ ca sĩ Minh Tuyết. Xin mời chị Tuyết ạ. Đây là hai giọng ca mà 1910 của đội Quang Dũng đó nha. Khi mà em hát cái bài Ru Đời Đi Nhé làm cho chị khóc, bởi vì chị thấy em lột tả hết tất cả những gì mà trong bài hát đó muốn nhắn gửi đến. Nhưng mà ngày hôm nay chắc có lẽ chị phải cho điểm Trung Hậu cao hơn, vì chị cảm thấy rằng là Trung Hậu hát bài hát này nó sâu lắng hơn, nó có chiều sâu hơn là em ngày hôm nay. Chị cảm được nhiều hơn. Em không phải hát dở trong bài hát này, nhưng mà đối với những gì mà chị mong mỏi ở nơi em á, tâm hồn của em chuyển tải trong bài hát đó, chưa có thấy được điều đó nhiều như những bài hát trước. Thì điều đó là chị muốn nhắn gửi với em. Còn riêng về Trung Hậu thì ngày hôm nay chị phải cho Trung Hậu cái điểm là chị cảm được những gì em hát trong bài hát này. Đó là những góp ý của chị. Đây là một tiết mục phải nói là gần như hoàn hảo. Chị chúc mừng hai em. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Và xin mời chị Phương Thanh ạ. Đây cũng là một sự chọn lựa bài hát rất là hợp lý cho tụi em. Và trong bài hát này thì Trung Hậu lại nhỉnh hơn, bởi vì là em có cái chất giọng rất là trầm khàn ở dưới, quá hay đi. Và em hát quá rõ. Hai bạn bây giờ chị muốn là mình phải thoát ra khỏi cái dòng nhạc này ngay, bởi vì nó 3 tuần rồi tụi em rất giống nhau. Mình phải khác đi một chút. Tại vì đi đường dài mà em cứ sử dụng sở trường hoài nó rất là nguy hiểm. Giọng thấp em rất là tốt nè, quãng cao em rất tốt, nốt treo em cũng tốt, nốt căng em cũng rất là tốt. Hai bạn đều tốt hết. Tức là trong mắt chị là các bạn không xuống phong độ, nhưng mà chị muốn các bạn thử thách mình. Cái đó mới là điều quan trọng. Anh nói anh Thị Phạm tí xíu nha. Dũng phải hướng dẫn, có cái hướng dẫn cho các bạn biểu diễn. Tại hai bạn đứng buồn hơi buồn nhất là bạn bên đây. Giọng em rất là hay, giọng âm sắc rất là tốt, nhưng mà cái miệng em hơi nhỏ. Phát âm của em có bị nó bị cứng. Đó, cái phát âm người ta phải đưa cái miệng ra. Cái đó bó trong cái đó không à. Em hát phát âm không có rõ. Em bây giờ phải cố gắng bành miệng ra nha. Em hát từ nơi ấy em là chim én nhỏ. Em lười lười là phải mở ra lớn là từ nơi ấy em là chim én nhỏ. Cái kiểu vậy đó. Thì âm thanh nó phát ra tốt hơn. Đây thì Trung Hậu hát tốt, nhưng mà lúc giật micro hơi xa quá. Nhanh em phải nút cao nút xót của em. Em để gần ra. Em kéo em gần. Nhưng mà em phải đưa nó vô liền. Phải không? Em bị ấy mất luôn. Không nghe được cái chữ đó luôn. Cảm ơn Nhân ca Ngọc Sơn. Vâng, để ý đây là một ca khúc mà làm cho tất cả khán giả cũng như là mọi người trầm lặng hết. Nhưng mà chỉ có anh Quang Dũng là ngồi cười toe toét. Là vì anh quá tự hào về hai bạn này. Không biết là bây giờ anh như thế nào ạ? Hai em hôm nay làm rất là tốt. Ở Trung Hậu thì là cái sự nức nở khào khào thì điều đó em làm rất là tốt. Vĩnh Khoa thì là em hát hôm nay rất là có lực. Nhưng mà anh cũng góp ý là đôi lúc những cái chữ nó hơi bị mờ. Đó, thành ở dưới này nghe những chữ nó không có rõ lắm. Nhưng hôm nay phần trình diễn của hai em, anh rất là hài lòng và chúc mừng hai em. Quý vị có thể thấy là mặc dù là một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Vi, nhưng mà qua chất giọng rất là đặc biệt của hai chiến binh đội nam ca sĩ Quang Dũng đã làm cho chúng ta cảm thấy rất là tự hào về hai chiến binh này. Và bây giờ một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Lâm Trung Hậu và Ôn Vĩnh Quang. Paris, có gì là không em? Mai anh về, em có còn hoa? Mùa xuân, hoa lá vươn đầy ngõ. Em có tìm anh trong cánh chim? Paris, có gì là không em? Mai anh về xưa bên sông Sen, anh về giữa bờ sông sông trắng là áo sương mùa hay áo em? Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay tóc em, anh sẽ mây ngày sau hai
mai trắng này. Barry, có gì là không em? Mai anh về mặt vẫn lạnh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cô. Chả biết tay ai làm lá gì là không em. Mai anh về em có còn ngoan, mùa xuân hoa lá vương đầy ngọn, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì là không em. Mai anh về giữa bến sông Sen, anh về giữa một dòng sông trắng, là áo dương mồ hay áo em. Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây. Hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Paris có gì lạ không em? Mai anh về mặt vẫn lạnh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương. Vĩnh Quang và Trung Hậu với ca khúc Paris có gì lạ không em. Vân nghĩ là Vân phải đại diện cho cả chương trình và cả huấn luyện viên vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục rất là tuyệt vời như vậy. Và lần đầu tiên hình như là Vân thấy Vĩnh Quang mới vui như vậy và tươi như vậy trên sân khấu ạ. Chị cũng phát hiện ra. Dạ. Chị nói cha, hôm nay chàng trai này đã cười rồi, sau vài tuần không chịu cười, hát rất là tình cảm tình tứ mà ở dưới này muốn khóc. Thế là hôm nay em đã rất là thoải mái buông tất cả mọi thứ ra và em đã hát với một cái phong cách rất mới, mắc cỡ nó mới ghê chứ. Có ai thấy không? Có ai thấy bạn mắc cỡ không? Nhưng mà chị thích ở chỗ này nè, hai bạn hát bài này nhưng mà lại nhìn nhau rất đắm đuối. Cái điều này là đội của chị không làm được. Hai bạn Tấn Đạt với Kim Linh không có dòm nhau, mà chị nói hoài cũng không dòm. Nhưng các bạn đúng là nghệ sĩ, bởi vì lên sân khấu, nếu người bạn diễn của mình là nam, mình vẫn phải tình tứ bởi vì đó là bạn diễn của mình. Cái điều đầu tiên tụi em làm đó là về mặt hình thức, nó sẽ nối liền cái cảm xúc để mình, khi mình phải có một cái nhìn đắm đuối bạn diễn của mình có nội tâm, có cảm xúc, mình hát nó mới hay. Và bài hát này quá tuyệt vời. Cảm ơn huấn luyện viên Phương Thanh. Anh Ngọc Sơn, anh nghĩ sao về phần trình diễn của hai bạn? Hai em có hai cái chất giọng rất là lạ, rất là đẹp. Hát hợp âm chủ âm bài này là rê trưởng và những cái nốt cao lên là phá thăng và xón. Nhưng mà anh chị nhắc lại những điều, cái điều một điều này là Hậu, đúng không? Hậu lên những nốt cao, nốt xón, cái cuối mà ngân á, Hậu chưa có đưa âm sắc ra hết. Hiểu không Hậu? Những cái anh chắc Hậu biết mà có thể lúc đó Hậu hơi mệt hoặc là như thế nào đó. Lúc mà tập cùng với hai em thì em lại muốn hai em phải hát như vậy. Có những lúc hát như là nói vậy đó. Như nói. Bởi vì hai giọng của hai bạn xuống thấp rất là tốt anh à. Dày và xuống thấp rất là tốt.
Cho nên là những lúc mà cái nốt thấp như vậy thì là đúng với cái ý của em. Quang ơi, chị như chị Thanh vậy đó. Yêu em vô cùng. Chị thấy em hát cái bài này, chị ngồi chị cười hoài vì mà chị đu đưa tại si. Em lên á, chị không cần biết là em hát vô nốt nào hay là em như thế nào, nhưng mà giống như là chị đang tưởng tượng em đang hỏi chị Paris có gì lạ không em vậy đó. Thế là em cười, Paris, hôm nay em là tạo một cảm xúc khác. Có nghĩa là cái cảm xúc của em, chị rất là thích em trong cái bài hát này. Em cho chị đến một cái không gian khác, không phải là không gian từ đó tới giờ em cho chị. Điều đó chị rất là khen ở em. Và riêng với Trung Hậu, khi mà hai bạn vừa hát lên thì chị đã xoay qua nhìn Quang Dũng và nói thiệt nha, cái miệng Quang Dũng nó ra tới đây nè, cười tươi, thật là tươi, vô cùng hạnh phúc. Và chị có nói nhỏ với Quang Dũng là: Dũng ơi, hình như trên sân khấu có Quang Dũng 2 thì phải. Rất đẹp trai, phong thái, cách hát rất là Quang Dũng. Nhưng chỉ có điều á, em còn thiếu một chút xíu máu lửa của Quang Dũng trong đó. Đó là lý do tại sao khi em lên cao đó, chưa cảm thấy nó đã. Nó chưa có đã. Mỗi lần mà mời Quang Dũng em mà thấy Quang Dũng hát, mỗi lần lên cao đó, gân cổ nổi lên hết luôn nè. Nó đã lắm. Dũng lên chị Phạm, Dũng ơi. Nó đã lắm. Xin mời huấn luyện viên Quang Dũng. Mình, đến là ủng hộ mình chỉ luôn. Muốn chia sẻ chứ, bởi vì đây là cái phần bài hát là quý vị đã sao xem Quang trong chương trình này. Quang Dũng lên là đứng hết trơn là Dũng nè. Hả? Hết là chiêm ngưỡng cái giọng hát của Quang Dũng. Bài hát vừa rồi đó là một bài hát mà với Quang Dũng nó quá hoàn chỉnh rồi. Cũng như là cái thần thái của hai em khi mà trình bày cái bài hát này thì là nó quá đầy đủ rồi. Quá là hạnh diện về hai em. Chúc mừng hai em. Yeah. Chúc mừng em. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Quang Dũng và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành ca khúc vừa rồi. Kêu gào xin hãy cho
một lần không thôi, được qua đâu, được mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến em ơi, anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời, dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Của Vĩnh Quang và Trung Hậu và một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình. Và xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị phải công nhận em là một trong những thí sinh đẹp trai nhất trong chương trình này. Rất là đẹp trai, từ tướng tá, mặt mũi, rất là đẹp trai. Chị đang cần một cái gì đó nó lãng tử, nó phách đời một chút xíu của em là chị nghĩ rằng là cái chữ sao đến với em nó không có xa đâu. Đó là những gì chị góp ý ở em thôi, chút xíu như vậy thôi. Và riêng về còn về giọng hát thì chị không có chê em một cái gì trong bài hát này hết. Vĩnh Quang, chị thấy là như nào, khi mà em hát á, chị thấy là giống như là em chưa kịp xong cái chữ này em lại đi qua cái chữ kia. Ví dụ như là chữ tình thì nó chưa có được cái tình thì nó đã là em đã đi qua, cho nên nghe nó không có rõ và đôi lúc nó bị lép. Cái cách hát của mình thì mình có quyền theo cái cách của mình, khi mà khi phát ra cái chữ đó nó phải hoàn thiện cái chữ đó. Thì chị nghĩ là đó là cái điều mà em về em nghiên cứu lại hoặc em hỏi thêm anh Quang Dũng để chỉ cho em cái cách để mà em tiến bộ hơn trong cái phần đó. Đó là những cái góp ý của chị cho nó hoàn thiện. Nhưng đối với chị, một tiết mục thi như vậy là đã rất hoàn thiện rồi. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Hôm nay hai em làm tốt lắm. Quang hôm nay hát thư thả hơn, cơ mặt rồi cũng cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, không có bị nặng nề, không có căng thẳng như mấy lần trước. Lúc đầu thì em cũng rất là ngại khi hát cái bài hát này, bởi vì em chưa có quen cái bài hát này bao giờ. Em thích âm nhạc Trịnh Công Sơn, em thích âm nhạc Ngô Thụy Miên, nhưng với cái bài hát này đối với em là mới mẻ. Anh đã thuyết phục được hai em phải hát cái bài hát này. Phải cảm ơn ban nhạc về bản phối, cái người hòa âm về cái bản phối này, anh rất là hài lòng. Là lần đầu của bài rất là tình tự, và khi đến cái đoạn giang tấu thì lại chuyển sang đến bebop chậm thì nó thay đổi hoàn toàn cái bài hát, và nó mang một cái tinh thần rất là mới mẻ và làm cho mọi người cảm thấy là nó có một cái sự bừng sáng trong cái bài hát này. Chúc mừng hai em. Thank you.
ngọn núi trên cao, ngọn gió xôn xao, thênh thang đại ngàn. Theo ngọn gió đi hoa, về với buồn mê, núi đồi cà phê xanh ngút ngàn. Gái cao nguyên đôi nắng lên vai, đôi mắt sáng sáng hơn sao trời. Dù bao gian khó gian khổ lắm, miền vẫn tươi cười. Tiếng chuông chùa dấu chân xưa trên
về nghe gió kể của nhạc sĩ Anh Minh và ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Xin chúc mừng Tấn Đạt và Vĩnh Quang và xin cảm ơn Vũ Đoàn. Và bây giờ thì trước khi chúng ta đến với phần nhận xét của các huấn luyện viên thì Thúy Vân xin được mời nam danh ca Ngọc Sơn cùng với nữ ca sĩ Minh Tuyết sẽ cho điểm và 200 vị khán giả cũng sẽ cho điểm cho hai thí sinh Vĩnh Quang và Tấn Đạt. Xin được mời mọi người. Vâng, và phần cho điểm của hai thí sinh xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn hai vị huấn luyện viên và cảm ơn 200 vị khán giả tại trường quay. Và đầu tiên em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Đầu tiên thì là ông Vĩnh Quang. Chị rất thích cách em chuyển tải cái tình cảm, cái âm điệu của từng cái lời hát trong bài hát này. Nó rất có tình cảm, nó dẫn dắt người nghe hiểu được câu chuyện của em. Đó là phần chị thấy được ở Vĩnh Quang trong bài hát này. Và em có phần hát khá hoàn chỉnh. Chỉ có điều là chị vẫn thấy dường như là nó chưa có toát ra hẳn, nó không có mạnh, nó không có dữ dội mà có được trong cái giọng hát của hai em. Nhưng đối với Vĩnh Quang, chị vẫn thấy Vĩnh Quang nhỉnh hơn Tấn Đạt rất nhiều trong bài hát này. Còn riêng về Tấn Đạt, Đạt ơi, chị thấy là chị gần như mất đi ly cà phê đầu tiên mà em pha cho chị uống. Chị cảm thấy cái confidence, cái tự tin của em nó mất đi dần dần, nó không còn giống như cái lúc mà giấu mặt. Và em hát đó, cái độ chuẩn, cái âm sắc của em á, nó cũng mất đi luôn. Và cái độ phô càng ngày nó càng nhiều. Chị rất tiếc ở điều đó, mặc dù chị rất thương em, chị rất là mến và quý em rất là nhiều Đạt. Mà nếu cho em vô được vòng trong thì chị hy vọng là em sẽ pha trở lại ly cà phê thuở ban đầu dành cho chị, bởi vì chị vẫn rất là yêu mến giọng hát của em. Chúc mừng hai em. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Tuyết. Khoan, hình như là Vĩnh Quang muốn nói gì với chị phải không? Dạ, em xin lỗi, tại vì ngày hôm qua anh Đạt bị vô tình, anh bị khan tiếng rất là nặng. Hôm nay anh mới vừa đỡ lại một chút thôi. Ồ, vậy hả? Trời ơi, em quá tuyệt vời. Chị cảm ơn em về điều đó. Nếu mà em không nói điều này thì chút xíu là Đạt là ăn cho đủ nha em. Đây chị sẽ mắng em tơi tả, xé em tan nát. Nãy giờ chị ngồi là chị tức lắm rồi nha Đạt. Chỉ có khán giả cứu em chứ chị không cứu em ngày hôm nay. Có thể em dễ thương, duyên dáng, khán giả thương em, quý em. Nhưng mà hôm nay em hát kiểu đó, nếu mà chị không nghe từ Vĩnh Quang nói thì chắc chắn hôm nay em sẽ rớt ngày hôm nay. Vâng, các thí sinh của chúng ta cũng rất là áp lực với rất là nhiều áp lực thi cử rồi sức khỏe. Nhưng mà cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ luôn luôn yêu mến các thí sinh của chương trình Ai Sẽ Thành Sao, đúng không ạ? Và em xin mời nam danh ca Ngọc Sơn. Thường thường ca sĩ, bình thường ngay cả chuyên nghiệp cũng vậy, đôi khi phải truyền nước biển và bị khan tiếng. Cả nhà phải thông cảm, và cái dây thanh đới nó có chút xíu à. Thí dụ làm một cái nghề khác, người thể thao, vận động viên khác, toàn cơ bắp về nó, cả một con người một cơ bắp. Thì con riêng người ca sĩ thì nó có chút xíu ở đây. Dây thanh đới mà nó giãn làm cái, nó bị ra liền. Thành ra rất là khó giữ. Mà hai em có cái sự tập luyện căng thẳng, thành ra là đôi khi nó bị giãn ra. Thực ra thì ba vị giám khảo này quá thương cho nên khắc khe. Còn với tôi cũng thương, nhưng mà tôi không khắc khe lắm. Tôi thấy hai em hôm nay hát, tôi nghe cũng rất là ổn định đó. Chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kết quả. Số điểm của huấn luyện viên Ngọc Sơn và huấn luyện viên Minh Tuyết dành cho hai bạn thí sinh. Và số điểm dành cho Tấn Đạt là 44 điểm và 45 điểm là số điểm của Ôn Vĩnh Quang. Chúng ta vẫn còn phần điểm của 200 vị khán giả ở đây và số điểm này sẽ được chúng tôi tiết lộ ở cuối chương trình. Xin được cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn may mắn. Mưa tôi trả về,
tôi ở lại đây như một chiều hiên nhà nàng rực sáng. Trời hôm ấy 15 hay 18 tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lơn ngoan nhé. Anh phải yêu hoa cúc, áo nàng xanh, anh mến hoa sân trường. Sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo. Trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Anh mến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mừng cho vừa màu áo tím. Rồi trách mong trời không cần cho tay vương ấy và cả nàng. Nãy giờ tôi ngồi đằng kia mà quan sát cái câu chuyện của anh Quang, anh ngồi đây tôi hỏi cái chuyện coi, đang yêu đúng không? Thấy là khều khều cái cô gái đó, hỏi coi, hỏi cái trước khi khán giả bỏ phiếu bình chọn, bắt đầu rung rinh tim là năm mười mấy tuổi, chia sẻ thật. 13 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi là rung rinh, là lúc năm 18 tuổi là có khều khều giống vậy không? Lúc đó thì em không có gan khều như khều vậy đâu. Không có gan khều vậy, nhưng mà có hát cho nàng nghe không? Có. Cũng có đúng không? Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta đến với... phần của thí sinh tiếp theo thì Nguyên Khang xin mời ba vị huấn luyện viên cùng với 200 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta hãy dành những số điểm dành cho thí sinh Ôn Vĩnh Quang. 30 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Xin được cảm ơn 200 khán giả cùng với lại ba vị huấn luyện viên. Cảm ơn em rất là nhiều.
anh nữa. Hương trình đã tan rồi, đừng nhìn chi còn nhìn chi nữa. Em ơi, đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên ta, chẳng thu gãy đôi bờ, chim bay xứ xa mờ, còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa. Gạt hết thương đau, em ơi em đâu rồi, em đâu, em đâu rồi. Đừng nhìn anh nữa em ơi, xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi, còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa. Quên nhau đã quên rồi, đừng nhìn chi nữa.
vị, và đây là Ôn Vĩnh Quang với Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Thưa quý vị, một chuyện tình người với lại một cô vũ công hóa thân thành một con chim, và tình yêu lớn lao đến nỗi mà sau đó anh này anh bị nhốt trong lòng luôn. Vâng, thưa quý vị, và nếu quý vị yêu thích Ôn Vĩnh Quang thì quý vị hãy bình chọn phần trình diễn đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc vừa rồi. Và cũng xin được mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây bắt đầu. Kết thúc. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả và ba vị huấn luyện viên.
đã xa rồi, quên nhiều đã quên rồi. Đừng nhìn chi nữa. Một chuyện tình người với lại một cô vũ công hóa thân thành một con chim và tình yêu lớn lao đến nỗi mà sau đó anh này anh bị nhốt trong lòng luôn. Vâng thưa quý vị, và nếu quý vị yêu thích Ôn Vĩnh Quang thì quý vị hãy bình chọn phần trình diễn đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc vừa rồi. Và cũng xin được mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây bắt đầu. Kết thúc. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả và ba vị huấn luyện viên. Thưa quý vị, và sau một phần trình diễn hết sức cảm xúc của thí sinh Ôn Vĩnh Quang đến từ đội huấn luyện viên Quang Dũng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chiến binh tiếp theo trong top 2 của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời quý vị đến với ca khúc Anh Thì Không và với tiếng hát Đức Thành. Bao sao hoa đam mê vây lấy em, anh ta mang đem dương không tiếc chi. Anh thì không, cho em lên ngôi cao trong trái tim. Yêu như say như điên theo bước em. Anh thì không, anh ta mang cho em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi. Anh thì không, bao say mê dâng lên trong mắt kia. Nhưng em không yêu, em không tiếc chi, em không cần. Trên khóe môi anh thì không, khi gian nan đôi khi ta có đôi, quên yêu nhau cho nhau những đớn đau. Anh thì không, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua. Anh thì không, khi đêm sâu bao quanh trong tối đen, anh bao dung môi em như ánh sao trong đêm dài. Vì thế gian nhìn đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông ca. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, bằng lần em vẫn như tha cho người. Thế gian nhìn đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông ca. Vẫn
chuyển thành tiếng yêu ban đầu. Yêu anh ngày thơ với con tim hồng, yêu anh bây giờ đến mai sau này, không ai ngăn chia tình đó muôn đời. Hey yeah, thế gian thì đàn ông giống nhau, cho người anh cũng như đàn ông ca. Vì đã yêu thì dù em thế nào, và thật em vẫn cứ tha cho người. Thế gian thì đàn ông giống nhau, cho người anh cũng như đàn ông ca. Xin cảm ơn các vũ công rất nhiều. Thật sự là ban đầu khi mà Vân xem đó thì Vân lại nghĩ là đây là cô gái yêu anh chàng này từ thuở hàng vi. Xong rồi sau đó từ thời gian thì anh này ảnh vì cái tình yêu của cô ấy và vì khả năng của ảnh cho nên là ảnh giàu nên ảnh quay lại cưới. Nhưng mà thật ra câu chuyện thật là thử lòng đúng không ạ? Và thưa quý vị, nếu như quý vị thích câu chuyện này và thích giọng hát của Đức Thành thì quý vị hãy chấm điểm và bình chọn thật cao cho Đức Thành nhé. Và xin mời ba vị huấn luyện viên còn lại, chúng ta có 30 giây. Và thời gian chấm điểm xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn cả ba vị huấn luyện viên. Và Thúy Vân xin được mời ra sân khấu thí sinh Ôn Vĩnh Quang. Hai bạn đã lựa chọn hai ca khúc gắn liền với huấn luyện viên của mình, Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Anh Thì Không. Đầu tiên Thúy Vân xin được hỏi anh Quang Dũng về ca khúc này. Quang Dũng xin được chia sẻ cùng với Đức Thành. Mình đang thi trong một cái vòng quyết định ngày hôm nay. Để chọn cái bài hát, anh nghĩ là chọn những cái bài hát nào mà nó khó hơn, nó trình diễn được hơi, nó trình diễn được phong cách thì chắc chắn cái số điểm của em nó sẽ rất là cao. Hôm nay thì với cái bài hát Anh Thì Không này thì nó mang cái tính chất giải trí nhiều hơn là để thi. Thành ra là em không có phô diễn được một cái kỹ thuật nào trong cái hơi của em, mà cái điều đó em quá dư. Bởi vì những cái vòng đầu em chọn những bài hát mà anh vô cùng là thích, bởi vì em đặt để được cái tâm hồn của mình trong bài hát. Em phô diễn được cái cách thức của mình và cái tính cách của mình trong cái bài hát. Nó rất là nổi trội. Là anh hy vọng là có sự may mắn đến với em trong phần thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự nhận xét của huấn luyện viên Quang Dũng, chị Phương Thanh. Chị thấy là ngày hôm nay thí sinh chúng ta trình bày như thế nào ạ? Thì với Quang á, khi em hát cái bài hát đó chị có cảm giác là giọng em quá khỏe, và khi em hát hoàn toàn là em chinh lên, bị chinh nốt lên á. Cái đó là do khỏe quá, và chị cũng thường xuyên bị như vậy. Nhưng mà mình phải control, đừng có để quá nhiều, lâu lâu một nốt cao thôi. Có khi là mình thăng hoa quá, mình vẫn được dư di bỏ qua. Nhưng nếu mà mỗi lần em lên cao tất cả đều bị chênh nốt nhiều quá thì nó sẽ không hay, nó không hoàn hảo bài hát. Còn về phần cảm xúc và kỹ thuật của em, chị cảm giác là tuyệt vời. Mỗi một lần em bỏ nhỏ hoặc là em đưa cái giọng hát ra xa xong em ấy cái mic một cái cho cái giọng nó lệch đi xong rồi lại lớn lại. Chị cảm giác cái điều đó em làm khán giả và mọi người rất là thích thú. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phương Thanh, và em xin mời chị Minh Tuyết. Ôn Vĩnh Quang, huấn luyện viên của em chọn cho em bài hát này, anh Quang Dũng quá thông minh và tài tình. Vì bài hát này nó quá nhiều đất để em vụng võ, là chỉ là em làm như thế nào mà thôi để cho nó đạt đến cái mức tối đa. Chị cảm nhận cái bài hát này như thế này, chị nghe từ đầu tới đuôi bài, chị không cảm được, chị không biết, chị khác chị Phương Thanh, chị lại không cảm nhận được cái tình cảm của em đặt để trong cái bài hát này, như là chị đã từng nghe em kể về câu chuyện đời của em trong vòng đầu tiên. Và đối với Thành thì ngày hôm nay giọng Thành khỏe, giọng Thành hát mạnh, nhưng chị cảm thấy Thành gằn nhiều quá trong suốt cả bài, chị thấy nó không được cái đó. Đó là những gì mà chị gửi đến cho Thành và Ôn Vĩnh Quang trong hai tiết mục vừa rồi. Dạ vâng, em xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết, và em xin mời anh Ba Ngọc Sơn. Ôn Vĩnh Quang, tôi rất khen em, tại vì một người hát lần đầu tiên rất cứng.
từ vòng đầu đó giọng còn mộc mà cứng ngắc à, dần tới đây độ rung em phát triển rất tốt, rung rồi độ nhuyễn, độ thả rồi độ cao cũng rất là hay, rất là thiện cảm. Vấn đề là hát mở miệng đi chút xíu, cái chữ em bị nhốt trong họng nhiều quá đó. Và em làm được chuyện đó, em đã từng sửa cái giọng cứng được rồi. Và em làm giọng thoáng ra nữa, giọng là hơi tốt, giữ gìn sức khỏe rất là tốt. Thôi chúc mừng phần thi hai em nghe, rất là vui. Vâng, xin được cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và cũng cảm ơn lời chia sẻ của bốn vị huấn luyện viên dành cho Ôn Vĩnh Quang và Trần Đức Thành. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xem hai bạn thí sinh của chúng ta có số điểm của ba huấn luyện viên dành cho các bạn như thế nào. Điểm dành cho Đức Thành và 47 điểm dành cho Ôn Vĩnh Quang. Đây là một số điểm khá tốt. Xin được chúc mừng cho Đức Thành và Vĩnh Quang và chúng ta sẽ biết được số điểm của khán giả dành cho các bạn ở cuối chương trình nhé. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả. Thí sinh nào sẽ được bước vào vòng tiếp theo, vòng tỏa sáng. Và bây giờ Thúy Vân xin được mời ra sân khấu hai thí sinh của đội huấn luyện viên Quang Dũng, Ôn Vĩnh Quang và Lâm Trung Hậu. Các bạn đã biết được thứ hạng của các bạn ở vòng phong cách cũng như là điểm quy đổi. Và Thúy Vân xin được công bố đầu tiên là Lâm Trung Hậu. Bạn đã xếp hạng 2, điểm quy đổi của bạn là 7 điểm. Và khán giả đã dành cho bạn 42 điểm. Tổng cộng số điểm của bạn là 96,5 điểm. Đối với Vĩnh Quang, thứ hạng của bạn là thứ 6 ở vòng phong cách. Điểm quy đổi của bạn là 3 điểm. Và khán giả đã dành cho bạn 43,3 điểm. Như vậy, Ôn Vĩnh Quang có 93,5 điểm. Rất tiếc, chúng ta phải chia tay với thí sinh Âu Vĩnh Quang và người đi tiếp vào vòng trong chính là Lâm Trung Hậu. Xin chúc mừng bạn. Em không có buồn gì phải dừng cuộc chơi ở đây, tại vì có một điều quan trọng là em đã thực hiện được một lời hứa rất quan trọng của cuộc đời mình. Em xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Ngọc Sơn, chị Phương Thanh và chị Minh Tuyết đã cho em. Em hứa là em sẽ cố gắng khắc phục theo đúng những gì mà anh chị đã dạy, để em có thể tiếp tục con đường của mình. Và đặc biệt là em xin cảm ơn huấn luyện viên của em, anh Quang Dũng. Em không dám xin anh nhận em là đệ tử, nhưng mà từ lúc bước chân vào cuộc thi, được anh chỉ dạy và quan tâm đến bây giờ, thì trong lòng của em đã tự ý kính trọng và xem anh như là một người thầy của mình. Anh nghĩ rằng là khi mà tham gia cuộc thi hôm nay cũng là một cái hành trang cho em. Và anh cũng rất là mong sẽ gặp em trong một cái tương lai sắp tới. Cho nên là có bất cứ một cái điều gì em muốn thực hiện trên con đường âm nhạc, cũng như cái tâm tư tình cảm gì ở em mà muốn chia sẻ cùng với anh, anh luôn luôn hỗ trợ em. Và hãy nên nhớ rằng em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em nha. Và một lần nữa xin chúc mừng Lâm Trung Hậu, bạn là thí sinh đầu tiên sẽ bước vào vòng tỏa sáng. Mùa đông trắng xóa tuyết trên cao.
đôi ta đã xa nhau, câu nói yêu thương nay đã xa rồi. Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nào, trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Em yêu ơi tình dù ngăn cách với em anh xin một đời, anh yêu em anh xin yêu mãi, chỉ em riêng em mà thôi. Trai trong đêm thi hôm nay, một tràng pháo tay. Đây là lúc mà 100 khán giả cùng với lại 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho các thí sinh. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin được phép làm quen với lại 6 chàng trai. Đầu tiên là người mở màn cho chúng ta trong đêm nay. À, người cất giọng đầu tiên. Chào bạn. Hay chà, chúng ta nên đứng xa nhau ra một chút nha. Hơi cao. Vâng, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Bạn tên gì và bạn đến từ đâu? Công việc của bạn làm gì? Vâng, và lời nói đầu tiên xin cho phép em gửi đến 3 vị giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay lời chào mừng trân trọng nhất ạ.
Vâng, và thưa anh Khang, thì em là Đức Thành. Năm nay Thành 32 tuổi và hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài. Thì âm nhạc nó là một cái giúp cho em balance lại những cân bằng lại những cái căng thẳng trong công việc cũng như là cuộc sống. Cảm ơn em. Và tiết lộ nhẹ một tí xíu cho tôi biết là chiều cao của bạn bao nhiêu mét? Dạ em có 1m83 thôi ạ. 1m83 nha chị Miu. 1m83 nha chị Miu. Dạ. Chào bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo, anh MC cùng toàn thể mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Bùi Thế Quyền ạ. Em đến từ Thái Bình ạ. Thái Bình? Dạ vâng, năm nay em 20 tuổi ạ. 20 tuổi. À thế mà bạn vào Sài Gòn lập nghiệp à? Năm mấy tuổi? Dạ em mới vào Sài Gòn được 17 tháng ạ. Hiện nay bạn đang làm công việc gì? Dạ em đang làm huấn luyện viên thể hình. Trời ơi. Tôi biết là tôi làm này là mọi người bảo là tôi bị khai thác thí sinh quá. Nhưng mà huấn luyện viên gym mà mặc như vậy làm sao mà ai thấy được, đúng không ạ? Sao tụi em? Ý tụi em sao? Ý các bạn hỏi là em ơi, em có thể làm một chút gì đó cho mọi người biết à, là mình là huấn luyện viên gym không? Ý là mọi người thấy là cái này không có thấy gì hết đó em. Đúng không? Ok. Khán giả nha, anh không có hỏi gì nha. Được rồi, em bây giờ em sẽ chứng minh bằng cách là thông cởi áo để cho mọi người biết em là huấn luyện viên thể hình, em sẽ chứng minh bằng cách khác. Ok, rồi, nhất chị. Cái gì? Trời ơi. Em ơi, em dễ sợ quá. Em có thể thay thế anh em có thể chứng minh được không? Bằng cách đấy thôi ạ. Em làm như vậy, anh cảm thấy được một điều là đó là sức mạnh của đi tập thể hình đó quý vị ạ. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai này. À, tôi thấy là đây là một trong những lúc mà khi mà bạn cất tiếng hát lên là chị Miu chỉ nhõm lên 10cm. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Em xin chào tất cả mọi người. Chào hai chị và anh nhé. Em là Mạnh Đồng. Mạnh Đồng. À, Mạnh Đồng là tôi biết rồi. Tại vì tôi có xem bạn biểu diễn catwalk trên sân khấu. Như vậy công việc của bạn là người mẫu đúng không? Dạ, trước đó là người mẫu nhưng mà sau này cũng đi hát bình thường thôi anh. À, trước đó là người mẫu. Cao 1m bao nhiêu? 1m9. 1m9. Tôi cảm thấy mình hơi bị thiếu hụt oxy nhưng không sao. 1m83 là tôi đã thấy hơi lo rồi. Rồi thêm cái ông này cơ bắp nó quăng tôi như là quăng gì đó. Rồi bây giờ tới đây là 1m9. Có nghĩa là sao? Cái chương trình này tuyển thí sinh không chỉ hát hay mà còn đẹp quá. Cảm ơn Mạnh Đồng. Bạn đến từ đâu? Bình Định. Bình Định. Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta qua bên đây. Bạn biết bạn mặc đồ, cái tôi nhìn ra một phong cách, một quý ông của một bộ phim mà tôi từng xem mà tôi thích cái phong cách mặc đồ này lắm. Mà thêm cái cặp kiến nữa tôi nói trời ơi anh Phương ơi, anh có truyền nhân rồi. Bây giờ giới thiệu đôi nét về mình đi. Bạn tên gì? Dạ lời đầu tiên cho phép con được chào quý Lan, chào chị Thúy Miêu và chào anh Trung Dũng. Em tên là Trần Minh Dũng và em đến từ thành phố Cần Thơ. Dạ thưa quý vị, trước mắt chúng ta là Elvis Dũng đến từ thành phố Cần Thơ. Rồi, bạn có thể cho mọi người biết là hiện nay thì công việc chính của bạn là gì? Dạ thưa anh, là công việc chính của em là ca sĩ tự do ạ. Ca sĩ tự do. Nhưng mà hôm nay sao ăn mặc rồi cái ngoại hình của bạn, có ai nói bạn giống chú Elvis Phương không? Dạ cũng có rất là nhiều ạ. Có rất là nhiều đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà bạn, chú Elvis Phương có phải là thần tượng của bạn không? Em thì em thích cách mặc đồ của chú và nhưng mà thần tượng chính của em là chú ca sĩ Tú Ngọc ạ. Thích chú Tú Ngọc. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ qua đây với cái anh vest trắng này. Chào bạn, giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em là Thành Long ạ. Em đến từ Bắc Ninh. Bắc Ninh? Dạ. Thế có biết hát quan họ Bắc Ninh không ạ? Dạ, thì em hát không hay lắm. Hát không hay lắm ạ. Dạ. Bạn làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do. Sĩ tự do. Chào mừng bạn đến với chương trình chúng tôi. Rồi bây giờ đến với chàng trai này. Vâng. Bạn thì tôi cũng đã gặp rất là nhiều lần rồi. Đây chính là bạn Luân đúng không? Vâng. Bạn có thể giới thiệu thêm đôi nét về mình được không? Dạ. Lời đầu tiên xin cho phép Phan Ngọc Luân được lời chào trân trọng đến với tất cả quý vị ở trường quay ngày hôm nay. Cũng như đến với thần tượng của Phan Ngọc Luân. Hai thần tượng nữ và một thần tượng nam, đó là anh Hồ Trung Dũng, chị Y Lan cũng như là chị Trác Thí Miêu ạ. Lời chào trân thương và trân trọng nhất ạ. Ủa vậy là tới ba thần tượng luôn hả? Dạ vâng. Như vậy ở đây có hai người là hát và một người là nói, không biết là cái người nào có ảnh hưởng nhiều đến âm nhạc đến bạn? Dạ cái chị nói chị Miêu á, thì em thường hay chọc chị Miêu á là phải chia cái danh hiệu dòng heo 56 đó là chắc chắn là phải thuộc về chị Miêu.
chứ em không ơi, thuộc về ai anh cả. Anh xin đến chính. Bây giờ chỉ đã hụt 3cm rồi, bây giờ chỉ là còn có 53 thôi. Trời ơi, xuống 53 luôn rồi ha. 53 hả? Rồi em. Trời ơi, vậy là chị còn hơn 56 nữa. Xuất sắc quá chị. Dạ. Bây giờ em sẽ gọi chị Miu là cô gái dòng eo 53. Như vâng ạ. Và cái người mà có ảnh hưởng sâu sắc nhất với cái giọng hát cũng như là dòng nhạc của Luân đó là nữ danh ca Ý Lan ạ. Dạ. Ồ. Dạ. Nữ danh ca Ý Lan, nhưng mà dạ, chị Lan là giọng nữ, còn bạn là giọng nam, thì đúng là thần tượng, nhưng mà không biết là cái về cái phong cách, có cách nào mình yêu thần tượng, cái mình làm một ca khúc nào đó gửi đến mọi người như món quà ra mắt thần tượng được không? Dạ. Thì sẵn đây cũng xin mạo muội được hát một bài hát của chị Lan mà em đã rất là từng yêu thích, và em xin phép được hát theo cái kiểu cũng như là phong cách của chị Lan để tặng cho chị Lan, tặng cho anh Hồ Trung Dũng, cho chị My cũng như tất cả quý vị ở đây ngày hôm nay được không ạ? Wow. Hát cái bài chị Lan mà theo phong cách của chị Lan luôn là thưa quý vị. Rồi xin mời bạn. Thì như quý vị cũng đã biết thì chị Lan rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, thì Lưu xin tạo một cái dáng nhẹ nhàng trước ạ. Rồi, Luân hát nha. Đêm nay thời gian đứng yên lặng đâu, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mơ. Mưa sẽ làm thêm khó câu dã từ phi đường xa ướt mưa. Rồi dễ em xả da nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn bạn, dễ thương quá. Thưa quý vị, đúng là ướt mưa thật sự. Bởi vì sao? Quá là đáng yêu. Nhân đây hỏi cô Ý Lan một tí xíu. Cô thấy như thế nào về phiên bản Ý Lan vừa rồi ạ? Yêu lắm. Yêu lắm là bởi vì người ta thương mình và người ta yêu quý mình lắm. Cho nên trong tâm khảm của người ta và ngay cả trong cái nhịp tim của người ta đã có những cái hình ảnh và âm vang của chính mình. Vỗ tay khen em. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin mời ba vị giám khảo sẽ đưa ra phần nhận xét cho 6 chàng trai với tiết mục vừa rồi. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin phép được mời giám khảo Hồ Trung Dũng ạ. Chương trình kiếm đâu ra mà 6 năm ca sĩ vừa đẹp trai vỡ khai cùng một lúc thế này. Thực sự là nãy giờ Dũng nhìn ở dưới thấy các chị rất là nôn nao, nhưng mà đến khi cái bài đàn bà thì ai cũng rất là nổi giận. Đặc biệt là chị Thúy Miêu, chị rất là nổi giận khi mà tôi hận đàn bà thế này thế kia. Cái hay của mỗi người là kiểu rất là riêng. Bạn Mạnh Đồng, thực sự là bạn là người làm cho anh, sao nhỉ, bước vô nhìn bạn liền. Tại vì nhạc vừa lên là năm đàn trai kia là nhún nhảy. Riêng Mạnh Đồng rất bình tĩnh. Không phải kiểu là không biết nhảy, nhưng mà kiểu tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm là mọi sao người... Sao em biết là không biết nhảy hay là biết nhảy? Không. Tại người không, ta không nhảy mà sao cảm biết? Giác mình không phải là bởi vì người thấy cảm thấy là khó chịu khi nhảy, mà bởi vì là tôi không quan tâm những người khác nghĩ gì. Cái kiểu của tôi là như vậy, và tôi cứ làm cái mà tôi muốn và nó phù hợp với tôi. Và đó là điều anh cực kỳ thích ở một người nghệ sĩ. Và thích hơn nữa là em có một giọng hát khi mở ra hát, giọng rất là riêng, cách xử lý rất là riêng, những cái tiểu tiết ở trong đó, những cái nhỏ trong đó, nó cũng mang cái tên của em. Vì thế anh tin rằng là em sẽ đi khá là xa trong đêm hôm nay, và chắc chắn là còn xa hơn ở ngoài nữa. Chúc mừng em. Chúc mừng anh nha. Minh Dũng. Chắc không có khó nhận ra, để vừa nhìn thấy Minh Dũng là thấy Elvis Phương. Thực sự là bạn đã có những người thần tượng rất là tuyệt vời để bạn học theo. Và mình có nghe được cái điều đó, mọi người nghe được điều đó trong cái giọng hát của em khi em cất lên. Tuy nhiên anh có một cái suy nghĩ thôi, là mình thần tượng là một việc, nhưng mình là ai là một việc khác. Nên anh vẫn muốn rằng là khi nhìn thấy em, một lúc nào đó người ta nhìn thấy Minh Dũng, chứ không phải câu đầu tiên nhìn thấy là Elvis Phương. Còn việc em học hỏi từ rất nhiều người thần tượng của mình đó thì rất là tuyệt vời. Mình có cái gương để mình học theo. Thì anh mong em sẽ thử suy nghĩ cái ý kiến của anh. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Xin được mời giám khảo danh ca Ý Lan. Thành Trần, khi mà em cất tiếng hát lên thì cô đã nghe được cái chất giọng của em rất là tình tứ. Mỗi một cái đoạn mà em hát, em có thể truyền tài những cái cảm xúc khác nhau. Cho nên đối với riêng cô thì phần trình diễn của em khá là hoàn hảo đối với cô. Cô cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn cô. Rồi còn nói tới Thế Quyền, đối với riêng cô, đây là một giọng hát
thật sự là trẻ. Nó mang một cái đường hướng của những người sống trong một cái thế hệ mới trẻ hẳn, nhưng mà lại không bị đi quá xa để mất đi chất hồn của người hát tình ca Việt Nam. Cho nên cô quý cái sự hiện diện và quý tiếng hát của Thế Quyền vô cùng trong chương trình này của chúng ta. Cứ giữ như thế nhé. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin được trân trọng kính mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Có lẽ là khi này là khán giả, đặc biệt là nữ khán giả ở phim trường là đang chờ đợi một điều gì khác hơn là học thuật và âm nhạc. Vậy thì tôi sẽ thay mặt cho khán giả nói cho các bạn nghe chúng tôi nhìn nhận các bạn như thế nào ở tư cách là không phải người hát tình ca mà là những người tình âm nhạc của chúng tôi. Nhớ Thành Long, em đầy bản năng quen với anh chàng này thì đó là sống một đời phiêu du phóng lãng, lúc nào anh cũng ca hát cho mà nghe cẩn thận. Anh ấy hơi thiếu tinh tế khi chúng ta cần, anh ấy gallant. Đây là người đàn ông rất là sần sùi gồ ghề kiểu đó. Bên cạnh là Phan Ngọc Luân. Trong các bài tình ca mà nếu mà giả sử mà nghe cả một collection của bạn, người ta dễ bị ngộp. Lâu lâu bỏ nhỏ, lâu lâu cái phụ nữ cần, không chỉ là tính giải trí điên cuồng từ đầu đến cuối bài hát, mà lâu lâu một chút xíu bỏ nhỏ, người ta chết vì bạn ở chỗ đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả ngày hôm nay. Như chúng tôi đã chia sẻ thì thí sinh nhận được số điểm thấp nhất sẽ phải chia tay với chúng ta. Kết quả của chúng tôi chính là vâng, như vậy rất tiếc chúng ta sẽ phải chia tay Thành Long ở đây. Và số điểm của Thành Long là 36,38. Xin cảm ơn bạn. Và chúng tôi xin được công bố số điểm từ cao xuống thấp như sau. Với 38,88 điểm, số điểm cao nhất, xin chúc mừng Mạnh Đồng. Với 38,25 điểm, xin chúc mừng Minh Dũng. Với 38 điểm, xin chúc mừng Ngọc Luân. 37,50 điểm, xin chúc mừng Thanh Trần. Và người cuối cùng với 37,13 điểm, xin chúc mừng Thế Quyền. Năm chàng trai này của chúng ta sẽ tiếp tục bước đến với vòng 2. Và mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 2 của chủ đề bản tình ca mùa đông. Xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đà, dài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gấp bội, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa gió bật cho đời chắc chiều kỷ niệm. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, như môi em và màu bát bia, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu nó.
cho đời. Chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thanh tháng ấy ngày nào, chiều thuốc trong mưa mưa bay rạn rào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và bao bát bia. Suối hẹn hò trắng xanh đâu đó, từ xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt bia. Suối hẹn hò trắng xanh đầu nó. Xuất sắc thưa quý vị, một ca khúc lẻ đá mà quý vị có thể hình dung ra ít nhất là 3-4 thể loại. Opera cũng có, jazz cũng có, rồi nhạc trẻ cũng có, rất là nhiều phong cách khác nhau trong phần thể hiện của các bạn. Và bây giờ, thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả cùng với 3 vị giám khảo. Bây giờ mạn phép tôi xin mời chị Trác Thúy Miêu là người sẽ nhận xét trước. Thật sự ra là nhận định của chị về các bạn cho từ tiết mục đầu cho đến bây giờ hoàn toàn không có gì thay đổi. Và tôi cho rằng là đến mức này là cả các khán giả lẫn chúng tôi đều sẽ đành phải chọn các bạn theo là ai chiếm được nhiều thiện cảm hơn. Còn nếu mà nói về tì vết thì đứng ở đây, năm chàng trai này, chúng ta không bàn đến tì vết nữa, mà là trường phái nào, phong cách nào đang được lòng khán giả hơn. Vậy thì tôi khuyến khích là trong bản sau, tôi muốn các anh chàng này đi ra khỏi không gian an toàn của mình và đốt nóng cho tôi cái khán trường này. Rất hay, rất đẹp, rất đa sắc. Xin cảm ơn chị. Xin mời giám khảo Ý Lan. Bây giờ chắc Thúy Miêu nói hết rồi. Chị cũng nghĩ không vậy à? Chắc chắn là cái điều đó em nói rất đúng. Rất là khó để chúng tôi nhìn nhận ra ai là một thí sinh đang đi thi để mà giành lấy cái cương vị của mình. Thôi bây giờ nhường lời lại cho Trung Dũng, nếu Trung Dũng muốn nói cái gì thêm. Vâng ạ, đúng như là chị Miêu cũng như cô Ý Lan nói thì giọng ca của năm bạn ở đây đều rất là hay rồi. Thì bây giờ cho phép anh đóng vai khán giả đi. Anh sẽ lựa chọn một người, ở đây có hai người là theo dòng hơi cổ điển chút xíu, và còn lại ba người còn lại tạm thời mình xếp sẽ là hơi mới hơn một chút xíu. Thì đối với tài của anh thì với vòng này người làm cổ điển hay nhất là Minh Dũng, và người làm mới hay nhất đó chính là Thế Quyền. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Và bây giờ đây thì chúng ta đang cùng chờ đợi kết quả từ khán giả cũng như là ba vị giám khảo. Và kết quả của chúng tôi chính là thưa quý vị, rất tiếc là chúng ta phải chia tay với Thế Quyền với tổng điểm là 36 điểm. Rất tiếc chia tay với chàng trai này. Thưa quý vị, chúng ta cũng không thể làm gì khác được với sự bình chọn của quý vị khán giả có mặt tại trường quay là thấp nhất. So với số điểm của ban giám khảo cũng không chênh lệch nhau mấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của 4 chàng trai còn lại. Với số điểm 37,50, số điểm cao nhất, đã có sự thay đổi vị trí. Xin chúc mừng Minh Dũng với 36,88, đã có sự thăng hạng lên vị trí số 2. Chúc mừng Ngọc Luân với 36,75, xin chúc mừng Mạnh Đồng. Và 36,38, xin chúc mừng Thành Trần. Cảm ơn Thế Quyền rất nhiều, bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Và chúc bạn sẽ giữ vững cái niềm đam mê âm nhạc của mình nha. Nếu mà trâu rồi thì tôi tin chắc là bạn sẽ là một gương mặt được yêu mến đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ,
Mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng thứ 3 của đêm nay, vòng thi với chủ đề Bản tình ca mùa đông. Không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta làm lỡ bỏ mặc nhau hết hồn để tiếng yêu dạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao miệt ngàn, số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mắt nhau ngày mai. Mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, để lạnh đành sống vỡ buồn trôi. Vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Bây giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với số điểm của ba vị ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian bình chọn bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là số điểm của ban giám khảo cùng với 100 vị khán giả. Tôi nghĩ là mình may mắn, thật sự là bởi vì sao? Tôi không phải tham gia chấm điểm, tại vì chấm điểm 4 chàng trai này khó lắm, không biết làm sao luôn. Nhưng kết quả đã có, bây giờ tạm thời hãy lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo. Xin được mời danh ca Ý Lan. Lúc này là cái lúc mà tôi nghĩ rằng tôi bị làm khó vô cùng. Trong cái lần này chúng ta phải loại bỏ một người. Trước tiên tôi muốn nói đến Thành Trần. Tiếng hát của con hát với nhiều sự bứt phá mà cô cảm thấy nó làm mới đi cái bài hát rất nhiều. Điều đó là cái sự thông minh khi con hát bài hát của mình. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Kế đến Phan Ngọc Luân, con đã làm cho cô ngạc nhiên vô cùng, đặc biệt trong bài hát này. Những nốt con hát ra quãng ngoài chắc chắn, dày
và rất là tự tin. Và bên cạnh đó có những đoạn con buông bò nhỏ. Cô thích những cái cú bò nhỏ đó vô cùng, động vào trái tim của cô. Và nó giữ lại trong đây, cô sẽ không quên con từ sau bài hát này. Chúc mừng cho phần trình diễn của con. Và bây giờ đến Minh Dũng là tiếng hát. Cất lên là cô biết ngay đây phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng Minh Dũng rất nhiều. Mạnh Đồng, một tiếng hát cứ cất lên chỉ hai chữ thôi. Một chữ hai chữ là cô cảm thấy như là chưa có một giọng hát nam nào mà dày, mà ấm, mà sang như tiếng hát của Mạnh Đồng. Chúc mừng cưng. Bởi vậy, bây giờ cô Ý Lan không nói là chê chỗ nào, ai dở chỗ nào được hết, mà phải nói thật sự là trong tim mình cảm nhận những cái điều hay nhất của từng người xin được nói ra như thế thôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị. Và bây giờ đây xin mời bốn chàng trai quay trở về vị trí của mình. Vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta có chia tay bất kỳ giọng hát nào ở vòng này, thì các bạn hãy luôn nhớ rằng chúng tôi vẫn luôn yêu các bạn bởi sự thể hiện rất là tuyệt vời của các bạn trong đêm ngày hôm nay. Và chỉ có ba cái tên đi tiếp mà thôi. Và kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là chúng ta phải chia tay với Phan Ngọc Luân. Và số điểm của bạn là 36,38. Ở đây thì số điểm của ban giám khảo dành cho các bạn là không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Chính vì vậy và chúng tôi cũng hơi rất là tiếc khi phải chia tay giọng hát của Phan Ngọc Luân. Và xin gửi đến bạn một cái lời chúc. Bạn sẽ luôn giữ cái vững cái niềm đam mê của mình và cháy bỏng cái niềm đam mê ấy trên con đường âm nhạc của bạn nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm của ba thí sinh còn lại như sau. Với số điểm cao nhất 38,50, xin chúc mừng Minh Dũng. 37,88, xin chúc mừng Mạnh Đồng. Và 36,75, xin chúc mừng Thành Trần. Và ba thí sinh này của chúng ta sẽ bước vào vòng thi đơn của chương trình Người Hát Tình Ca. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo với chủ đề Bản Tình Ca Mùa Đông. Thưa quý vị, mùa đông gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc và những hoài niệm. Như chia sẻ ngay từ lúc đầu, có lẽ không gian lạnh lẽo của mùa đông gợi cho nỗi buồn trở thêm u uất hơn và những người bước đi trong cái không khí của mùa đông trở nên cô độc hơn. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cái cảm xúc miên man ấy trong một không khí giá lạnh với một bản mashup gồm 3 ca khúc nổi tiếng. Cho phép Nguyên Khang xin được giấu tên 3 ca khúc này và chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của thí sinh Thành Trần. Kịp ôm nhau phút cuối, tình rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã siêu nhau qua kiếp này. Tìm cạnh tim bung cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có lạc nhau sẽ tìm nhau ở kiếp khác, tìm ở đây đại dương hay thác treo leo. Từng giọt sương trên làng mình đang hát bay về bên thềm, tìm gì thiên hà xa mãi anh vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Biết yêu là như đến chết, yêu là tan biến đi trong nhau, yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau.
Vừa đến với tiếng hát của Thành Trần. Và bây giờ đây chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành số điểm dành cho tiếng hát của Thành Trần. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị khán giả và ba vị giám khảo. Chắc chắn là quý vị đã nhận ra ba ca khúc quen thuộc này chính là ba sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào và ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Tôi không biết bao giờ trước cái vòng solo này mình cũng rất là căng thẳng. Tại vì cái chọn lựa của các em nó sẽ nói lên rất nhiều về cái sự sẵn sàng của các em đã hiểu chính mình chưa. Tôi với chị Ý Lan hay nói với nhau về rất nhiều cái vấn đề là cái gu của người nghệ sĩ nó quan trọng vô cùng trong sự nghiệp. Thì cái vòng này là cái vòng để cho chúng ta nhìn thấy cái gu cá nhân của mỗi thí sinh. Tôi thì không cho rằng đây là một chọn lựa để tôi được chiêm ngưỡng giọng hát rất đẹp của em một lần nữa như em đã thể hiện. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Trang Sĩ Miu. Xin mời giám khảo danh ca Ý Lan. Thanh Trần, cô ấy lan mê tiếng hát của con ngay từ cái giây phút đầu. Nhưng mà cô phải tự hỏi mình, có phải bởi vì con hát những bài hát mà cô đã từng được nghe, cô đã từng yêu mến, cho nên dễ có cảm tình với con hay không? Thật sự ra cô cũng không khác gì với Thúy Miêu. Tức là cô khó cảm nhận được cái cảm xúc trong bài hát này. Cô là một người mẹ của 6 người con, cô là bà ngoại của 3 cháu ngoại rồi. Nhưng mà cô rất trẻ trung, đặc biệt là trong âm nhạc. Cô luôn luôn mở trái tim của mình để mình đón nhận, bởi vì cha già thì mang mọc. Cho nên cô không ngồi đây mà cô không hát hoài. Cho nên cô phải hiểu những gì mà giới trẻ đang đi qua. Và thật sự ra cô nghĩ bài này có thể cô sẽ hiểu được nếu mà cái cách trình diễn của con hay là cách hát của con mà mang thêm một cái chất nào. Cô đến giờ phút này cô cũng chưa biết là mình sẽ phải định nghĩa cái chất nào để cho cô có cảm nhận được những cái cảm xúc sâu lắng hơn, để mà cô lại tìm lại được Thành Trần của cô. Cô hơi tiếc về điều này. Xin lỗi con. Cảm ơn giám khảo Ý Lan. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, khi mùa đông đến thì những chiếc lá sẽ lìa cành,
và cũng là lúc mà báo hiệu không gian xung quanh sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người ta nói vào buổi sáng và buổi chiều, nhấm nháp một ly cà phê và nghiền ngẫm sự đời trôi qua, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của cái sự giá lạnh. Và sân đây chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện của một chàng trai. Chàng trai ấy hỏi cô gái trong mùa đông rằng: cuộc sống mới rồi, người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Và hãy nghe tâm sự của chàng trai ấy qua ca khúc Chiếc Lá Mùa Đông. Xin được giới thiệu giọng hát của Minh Dũng. Trên thung lũng xa như một tiếng khinh cầu, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng tình yêu, rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ tròn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng na ta. Đường mây rồi đây xa vắng, dấu chân bia đá. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lứa trôi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lứa trôi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lứa trôi. Xin chúc mừng Minh Dũng. Cuối cùng thì em đã cho mọi người thấy đôi mắt đáng yêu của mình qua cặp kiến với phần thể hiện ca khúc Chiếc Lá Mùa Đông. Ngay bây giờ đây, chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo. Chúng ta sẽ đưa ra những điểm số cho phần thể hiện vừa rồi của Minh Dũng. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả và ba vị giám khảo. Bạn hát một ca khúc mà tôi nghĩ là nó đã rất là quen thuộc với rất là nhiều người, đặc biệt là đối với thế hệ 8X ngày xưa của Huyên Khang, khi mà những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đã trở nên rất là phổ biến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần nhận xét của ba vị ban giám khảo. Xin mời anh Hồ Trung Dũng. Lúc nãy anh có nghe ké được chị Miêu, chị nói là chỉ cần hát đơn giản như vậy thôi là phụ nữ cũng đã đủ chết rồi. Phụ nữ mình cũng dễ lắm, đâu có khó gì lắm đâu, đâu có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu. Và thực sự là Nguyên Khang phản ứng sao vậy? Không phải, tại vì anh ơi, anh có biết là phụ nữ nói có là không, nói không là có. Không biết thì Dũng chị chỉ ngồi, nói Dũng vậy. Chỉ mô tả lại thôi. Chị Miêu chỉ nói vậy nhưng mà đôi khi chưa chắc là như vậy đâu đó anh là ơi. Nguyên Khang dạ. Thôi, chưa chắc là Minh Dũng như bao như nhiêu vậy, năm quen biết không? Chị, em biết rồi, chị thích đơn giản nhưng thật ra nội tâm của chị nó vô cùng phức tạp. Chưa chắc là nó đơn giản như những gì chị nói đâu ạ. Nhưng mà đối với trường hợp của này thì thực sự là Minh Dũng đã chọn cái sự đơn giản. Và lần đơn giản này nó rất là hợp lý. Minh Dũng đã chọn cho mình một cái bài hát rất là đơn giản. Ở trong trường hợp này thì anh nghĩ rằng là em đã lựa chọn đúng. Bởi vì nó thể hiện đúng cái tinh túy của em, cái con người của em. Không màu mè, nó có một cái sự đơn giản rất lịch lãm và sang trọng. Và mình nhìn thấy được cái sự nam tính. Ít nhất thì ở đây tất cả khán giả và giám khảo đều đã chìm vào bài hát của em. Vì thế chúc mừng em.
cô cũng giống như Trung Dũng vậy đó. Cho nên bây giờ cô không đòi hỏi gì hơn nữa, mà cô chỉ biết rằng là cô đã rất là hạnh phúc trong khúc hát vừa qua của Minh Dũng. Bên cạnh đó nữa nhé, cô cảm ơn Minh Dũng đã lột bỏ đôi kính trên gương mặt của mình. Đôi mắt kia tuy là nó hơi lưu diêu và nó rất là tình tứ. Đến lúc, có những lúc mà con mở mắt cô tưởng con nhắm á. Nhưng nó đẹp vô cùng, giữ như thế này nha. Cảm ơn con rất nhiều Minh Dũng. Đôi khi mà cửa sổ mở hé hé, nhưng mà cũng đủ để một số người nhìn thấy được ánh mắt của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người phụ nữ đơn giản chia sẻ nhiều điều. Xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Cái cửa sổ tâm hồn em giữ tia nhìn nó cho mình. Em có biết là khi em chỉ cần hướng khuôn mặt là tất cả những cô gái này đều tưởng rằng là em hát cho họ nghe. Chính cái sự mơ hồ của đôi mắt đó khiến cho người ta cứ phải nhìn về em. Và người ta bị hiếu kỳ. Không nhiều nghệ sĩ trẻ, không nhiều ca sĩ trẻ tạo ra được cái cảm giác đó. Ca khúc mà em chọn thật sự chị nghe nó rất nhiều vào những năm trước đây. Và chị chưa bao giờ là fan của nó, chưa bao giờ. Vì cái lối xử lý uốn éo trong từng nốt quá nhiều. Em rơi đúng nốt, em đi đúng điềm đạm, nhịp đều bước và rất nhẹ nhõm. Chị bị hẫng bởi cái sự thản nhiên đó. Thứ sự mềm môi, thứ sự chết người. Em là độc dược, chị có bao nhiêu điểm em lấy sạch điểm của chị rồi. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, xin được cảm ơn phần nhận xét của giám khảo. Cảm ơn và chúc mừng Minh Dũng rất nhiều. Xin cảm ơn ba vị giám khảo, xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ, tình yêu có nhiều câu chuyện khác nhau. Câu chuyện của một chàng trai 21 tuổi yêu một cô gái là sinh viên của trường đại học luật. Hai người hứa hẹn yêu nhau rất là nhiều và cô gái hứa là sẽ chờ đợi chàng trai đến cuối cuộc đời của mình. Thế nhưng mà vì chàng trai là một sinh viên nên không có tương lai gì và cuối cùng thì ba mẹ cô gái đã bắt buộc cô gái phải chia tay chàng trai. Cái ngày mà tiễn cô gái ra về, chàng trai vô cùng đau đớn và ông đã chấp bút viết nên ca khúc này. Và đó cũng chính là câu chuyện về cuộc đời của nhạc sĩ Vũ Thành An với mối tình đầu của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài không tên cuối cùng với phần thể hiện ngay sau đây. Xin được giới thiệu tiếng hát của Mạnh Đồng. Xin gửi em một lời chào,
một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình xin. Suốt con đường, ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Chúc mừng Mạnh Đồng đã hoàn thành ca khúc Bài Không Tên Cuối Cùng. Và bây giờ chúng ta vừa mới lắng nghe tâm sự ấy được trải nghiệm, được thể hiện qua giọng hát của Mạnh Đồng. Thời gian dành cho 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay bình chọn cho Mạnh Đồng. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn phần bình chọn của 100 vị khán giả và 3 vị giám khảo. Mời quý khán xin mời phần nhận xét. Em một chất giọng trời phú, rất là đẹp. Làm sao mà chỉ có hát 2-3 chữ thôi mà đã nghe một cái giọng nó dày. Nó vang đến như vậy mà nó còn ấm. Bây giờ cái giọng mốt bây giờ theo kiểu là bay bay, mái mái hoặc là sáng sáng gắt gắt. Thì giọng của em lại rất là ấm và nó bao phủ hết, nó có một cái độ rộng. Nó bao phủ hết mọi thứ. Và đó là cái giọng mà trời cho em. Trời cho em cả một cái ngoại hình rất là đẹp nữa. Một chiều cao mà thật sự là anh không dám đứng gần Nguyên Khang, còn gan đứng gần nữa chứ. Nhưng mà em thiếu ở đây á. Em chưa có đặt đủ cái tình cảm của mình vào đó. Em còn hờ hững bài hát của mình. Điểm khác biệt giữa phần này và 3 phần trước á, là phần này em phải hát dài. Những phần trước chỉ là những câu ngắn. Và khi hát dài nó là một chuyện hoàn toàn khác. Cũng như hát một bài và hát một show là một chuyện hoàn toàn khác. Nó cần mỗi kinh nghiệm. Và nó cảm giác rằng là em chưa có cái thời gian nhiều để làm việc trên cái giọng hát của mình. Và chắc chắn là em có cái trời cho rồi. Bây giờ cái thời gian, kinh nghiệm để em tiếp tục xử lý như thế nào. Một cái giọng hát như em rất hiếm người có được. Rất nhiều ca sĩ muốn mà không có. Cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng đã nhận xét. Và tôi thiết nghĩ là lần sau đối với những thí sinh có chiều cao trên 1m85 trở lên thì tôi xin ban tổ chức cho 2 cái ghế ngồi để chúng tôi có thể thoải mái lắng nghe cuộc trò chuyện của anh. Cảm ơn anh đã nhận xét. Vâng. Xin được mời chia sẻ của danh ca Ý Lan. Yeah. Cô biết chắc một điều là con sẽ không bao giờ từ bỏ cái con đường yêu âm nhạc này của con. Tại vì con hát quá đẹp, con hát quá hay, con đẹp trai, con có đầy đủ những tố chất mà một người ca sĩ rất là cần. Con có nhiều hơn tất cả mọi người hết. Rằng là hình như ở trong con có một điều gì đó mà con rất là khép kín. Cô chỉ mong rằng là âm nhạc sẽ là một cứu cánh cho con. Con sẽ mở lòng để con yêu âm nhạc đủ để con vượt qua tất cả những gì mà con đã gặp khó cho chính con. Cô mong một ngày nào đó cô sẽ được hát cùng sân khấu với con.
Xin được cảm ơn phần nhận xét của danh ca Ý Lan. Tôi thì đáng lý là khép phần này, nhưng mà tôi lại muốn nghe bạn trải lòng. Thật sự thì tuổi đời của con thì còn khá trẻ, nhưng mà cũng có những lần mà sai lầm trong cuộc sống để vụt mất đi những cuộc tình thật đẹp, thật là lộng lẫy. Nhưng mà tự nhiên đôi khi một người nghệ sĩ, con chắc chắn là tất cả những người nghệ sĩ cũng có đôi lần lên sân khấu giống như vậy. Tự nhiên mình lên đó, tự nhiên cảm xúc của mình đôi khi nó bay đâu mất tiêu. Từ khi mình đặt chân lên là mình không có được cái cảm xúc đó. Và con hay bị một vài lần khi lên sân khấu là bị tuột luôn vậy. Cô hy vọng rằng là những cái điều mà tối hôm nay cô và ban giám khảo chia sẻ cùng với con, nó sẽ mang đến cho con những cái kết quả tốt hơn trong tương lai của những lần con trình diễn nhá. Vượt qua tất cả những khó khăn đó chỉ vì yêu âm nhạc đủ, yêu khán giả của mình đủ, đặc biệt là yêu chính mình đủ nhá. Tôi cảm ơn nha. Cảm ơn dành cả ý là. Thôi thì cứ trước khi lên sân khấu nói 5 phút của tôi để tỏa sáng và tôi sẽ làm được. Hy vọng nó sẽ là một câu thần chú để giúp cho bạn có nạp được năng lượng đó và cháy hết mình với vai trò, cái niềm đam mê của một ca sĩ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Mạnh Đồng. Thưa quý vị, ba chàng trai của chúng ta đã kể những câu chuyện tình của mình trên sân khấu này. Và một lần nữa chúng ta nhìn ngắm lại ba gentlemen, ba quý ông trong đêm thi ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của 100 vị khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của gương mặt đầu tiên ở vị trí thứ 3, 9,5, 9,5, điểm khán giả 7,75, tổng điểm 35,75. Chúng ta cùng chúc mừng ở vị trí thứ 3, đó chính là Mạnh Đồng. Hai vị trí còn lại, Thành Trần và Minh Dũng, có một sự chênh lệch về số điểm của hai gương mặt ở vị trí số 1 và số 2. 9,5, 8,25, tổng điểm 36,25. Và gương mặt còn lại 10, 9,5, 10, 8,88, tổng điểm 38,38. Như vậy, sự khác biệt cũng hơn 2 điểm thưa quý vị. Và xin được chúc mừng gương mặt đã giành được chiến thắng trong đêm thi này, đó chính là Minh Dũng. Xin chúc mừng với 38,38. Và gương mặt về nhì 36,25, Thanh Trần. Chúng tôi xin mời ba vị giám khảo chúng ta cùng lên sân khấu để trao giải thưởng cho gương mặt giành chiến thắng trong đêm này. Xin mời.